hai người là việc xấu xa, rồi luật nhân quả chẳng khác thế nào. Bình tâm trước những ồn ào, chín người mười ý sống sao cho vừa. Ở đời đừng quá hơn thua, đừng mang tình nghĩa bán mua chợ đời. Vạn năm mới được làm người, nhân duyên gặp gỡ khóc cười nhân gian. Ở đời đừng quá tham lam, bày mưu tính kế hiểm nham xoay vần. Hãy sống nhân đức thiện tâm, giúp người sớm muộn phúc phần. Xấu xa rồi luật nhân quả chẳng tha kẻ nào. Bình tâm trước những ồn ào, chín người mười ý sống sao cho vừa. Ở đời đừng quá hơn thua, đừng mang tình nghĩa bán mua chợ đời. Vạn năm mới được làm người, nhân duyên gặp gỡ khóc cười nhân gian. Ở đời đừng quá tham lam, bày mưu tính kế hiểm nham xoay vần. Hãy sống nhân đức thiện tâm, giúp người sớm muộn phúc phần được gieo. Ở đời đừng quá tham lam, bày mưu tính kế hiểm nham xoay vần. Hãy sống nhân đức thiện tâm, giúp người sớm muộn phúc phần.